Rồi, mình tiếp theo nha các bạn. Mình vẫn ở chùa Kỳ Quang ở Gò Vấp, Việt Nam. Chùa này đặc biệt, rất là đẹp. Mình rất thích cái thiết kế ở đây. Rất là uổng nếu mà các bạn không có đi nguyên cả cái chùa để các bạn thấy rất là đẹp. Đúng là cái tên Kỳ Quang rất là hay. Đúng là Kỳ Quang. Đây. Wow, trên đây còn tuyệt vời dữ nữa. Wow, bữa nay là có dịp, cây bồ đề đây đẹp quá hả? Nhưng nó mọc qua chỗ đó. Wow, ở đây là chỗ chắc là đẹp quá đẹp. Anh khuất ơi, giờ đây anh đã đi rồi. Như Lai đẹp ghê chưa? Đó. Đây là cái tháp 7 tầng đây. Rất là đẹp. Wow. Hai cái gì Phật bên đó kìa. Tuyệt vời luôn. Đúng là cái chùa Kỳ Quang đẹp. Wow, đó là cái thang đi lên đấy. Wow, họ đang tu bổ đây này. Đẹp ghê nha. Chỉ có trên đó là mình chưa đi thôi, nhưng mà thôi, khỏi đi trên đó nữa.